Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Ngày hôm nay tôi bận quá anh em ạ. Từ cái tuần trước ấy bị làm viện nó lâu quá nên là cái công việc nó cứ dồn vào. Đến tuần này thì bao nhiêu cái deadline nó đập vào mặt, kể cả cái công việc làm video clip trên cái kênh Auto Chat ấy nó cũng là một cái deadline luôn anh em ạ. Hôm nay thì cũng rất là muộn rồi nhưng mà cũng cố gắng là ra một cái clip để phục vụ anh em. Thế nên là các anh em mà yêu quý tôi thì đừng có tiếc một like để động viên tôi anh em nhé. Và tôi cũng xin được nhắn gửi tới các anh em cũng cái lời nhắn gửi này thì nhắn gửi tới tất cả các anh em mà đã comment ở dưới video clip của tôi và tôi chưa có kịp trả lời. Thực sự với anh em là tôi rất là bận và tôi sẽ cố gắng là buổi tối tôi có thời gian tôi sẽ ngồi tôi đọc comment và tôi sẽ trả lời các anh em nhé. Rất là xin lỗi các anh em về cái sự chậm trễ khi mà trả lời comment các anh em. Sau cái đợt này khi mà trả lỡ hết tất cả các deadline thì có thể là tôi sẽ thư thư được hơn. Đấy, và sẽ có thể là up video clip lên và canh các anh em comment rồi tôi có thể trả lời luôn được. Mấy hôm nay buổi tối là up video clip thì cũng không có đợi up xong đâu. Mà tôi thường là tôi up ý, là tôi hẹn giờ cho nó để nó có thể là tự động nó phát hành ở trên YouTube vào đúng cái giờ đấy. Cái khoảng thời gian mà nó đang up ý, thì tôi cũng để máy đấy rồi tôi đi ngủ thôi. Chứ còn đến buổi tối thực sự với anh em là quá mệt rồi. Không có thể nào mà có thể thức được như ngày trước. Đấy, nhất là cái thời điểm hiện tại là vừa mới bệnh dậy nên là cũng không thể thức khuya được. Đó, nó rất là ảnh hưởng đến cái sức khỏe. Và cái đợt này sau khi tôi làm viện về ấy, tôi có một cái giai đoạn mà mình bị đau quá, mình gần như là mình nghĩ là mình suýt chết ấy. Và sau khi được những cái lời khuyên từ bác sĩ, những cái lời cảnh báo từ các bác sĩ thì thực sự là tôi rất là sợ thức khuya. Cái tầm này bây giờ là cực kỳ sợ luôn. Mình thì mình một mình không sao. Nhưng mà đấy chỉ cần là một tuần thôi, không có làm được gì cả, không có lao động được thì sẽ có rất nhiều thứ nó kéo theo. Bây giờ là cũng có vợ, có con rồi nên là không cho phép được ốm lâu. Và thậm chí là còn không cho phép được ốm. Đấy. Còn nếu bây giờ mà hai con mà lớn lên rồi, nó trưởng thành rồi, nó tự đi kiếm tiền được thì khác. Chứ còn bây giờ thì cái lao động chính vẫn là bố mẹ. Đấy, mà bố mà làm viện thì là mẹ phải chăm. Đấy, mà mẹ chăm rồi, bố làm viện thì còn ai đi kiếm tiền nữa. Đó, nên là tôi bây giờ tôi rất là sợ anh em ạ. Đấy, nên là phải cố gắng là giữ gìn sức khỏe thôi. Đấy, còn cái việc làm video clip thì nói thực sự là tôi đã cố gắng hết sức để có thể mỗi ngày ra được video clip. Đó, đây là chạy deadline luôn đấy. Mặc dù tôi cũng phải thú thật với anh em là cái kênh này bây giờ ấy, nó không có kiếm được nhiều tiền nữa như trước nữa. Đấy, cái thời cách đây khoảng 1-2 năm thì cái kênh này nó kiếm được khá khá tiền. Thì cũng có thể coi nó là một cái nguồn thu nhập chính. Nhưng mà cái tầm này thì ở trên kênh Auto Chat này thì nó cũng chỉ là một cái thu nhập phụ thôi, nó thêm thôi. Đó, nên là tôi cũng không đặt nặng cái vấn đề là ra clip ở trong kênh này lắm. Đấy, và tôi đang có những cái chiến lược riêng dành cho tương lai khi mà phát triển cái sáng tạo nội dung. Anh em cũng biết rồi, nếu mà anh em xem đều các video clip của tôi, anh em cũng biết là tôi bây giờ tôi đang chuyển dần sang là tôi làm nhạc. Đó, và tôi đang đầu tư rất nhiều vào nó. Không chỉ là về công sức, về thời gian để tìm hiểu, học hỏi, mà còn là vấn đề về đầu tư về tiền nữa. Đấy, đầu tư khá là tốn kém. Phải nói thật với anh em là khi mà làm nhạc ấy, đầu tư khá là tốn kém. Nhưng mà nếu mà theo tôi suy nghĩ thì cái việc làm nhạc nó sẽ cho tôi một cái thu nhập nó đều hơn. Và nó sẽ khó có thể nó chết như một cái con game được. Đấy, con game này thực ra bây giờ nó chưa chết nhưng mà sẽ đến ngày nó chết. Và khi mà đến ngày nó chết thì tôi rõ ràng là tôi sẽ không có cái nội dung của tôi làm nữa. Đấy, nhưng mà làm nhạc thì khác. Nhạc thì nó có thể kéo dài được mãi mãi. Nó có thể kéo dài hàng thế kỷ nếu mà nhạc của mình hay. Nếu mà mình tập trung, mình cố gắng, mình làm thật là hay, làm thật là tốt thì nó còn có thể lưu truyền được mãi về sau. Đấy, chứ còn nó không có như một con game. Chính vì thế nên là tôi đã chọn được cái con đường đó thì tôi đang cố gắng là tôi sẽ đầu tư thật là nhiều vào nó để tôi có thể là biến nó thành một công việc ra tiền. Đấy, chuyện này có khi là lại chơi gót rồi. Nhưng mà tôi thì tôi có ý định là tôi chơi gót đỏ ấy, nhưng mà xong rồi cuối cùng là tôi lại nhận thấy là nó lại ra cho tôi cái con ác mộng này, xong rồi cái bộ Exit. Thì anh em biết rồi đấy, nó chính là cái bộ gót Exit thôi. Cái bộ này thì tôi đã ra tới 2 video clip rồi.
Thực sự là sau khi mà cái bộ God nó thay đổi thì cái bộ God Aegis nó quá là mạnh luôn. Thực sự quá là mạnh. Và có một cái hay là khi mà meta này nó đầy rẫy là những cái người chơi Fallen Witcher kẹp với cả cái bộ Witcher, thì cái bộ God Aegis nó lại phát huy rất là mạnh mẽ cái hiệu quả counter đó. Chính vì thế là đây nó sẽ làm cái sự lựa chọn không tồi. Nhất là trong trận đấu này nó có con Zerg và cái con Lich, một cái con Lambda, hai con Lambda. Cái con Lambda thuộc tộc Aegis có thể kết hợp với cả Mage nữa. Chỉ thiếu con rồng Lambda nữa thôi. Nếu mà có là con rồng Lambda thì chúng ta nếu mà đánh ở level 11 thì nó còn cực kỳ mạnh luôn. Nó là cái bộ tối thượng. Trận này thì có vẻ như là đang hơi yếu một tí. Mà tôi ra hai con Echo rồi nên là chắc là tôi Echo đó. Lúc đầu ra hai con Squidman thì mãi nó không lên được 2 sao nên thôi, không chơi nữa. Anh em cũng biết là cái trận trước tôi chơi gót đỏ nó yếu đến cỡ như nào đấy. Đấy, nếu mà ra là 2 sao sớm thì tôi sẽ tận dụng đầu game thôi, chứ còn tôi cũng không chơi gót đỏ kết hợp với con Squidmaster đâu. Nó yếu lắm anh em ạ. Nếu mà các anh em chưa xem nhá, anh em có thể chọn video clip trước video clip này. Anh em xem video clip ngày hôm qua, anh em sẽ biết cái bộ gót đỏ nó phế đến cái cỡ như nào khi mà tôi dồn đồ cho con Squidmaster. Đấy, cuối cùng là cũng phải chuyển sang là đánh Saman thì mới top 1 được. Rất khó chơi. Bộ gót đỏ bây giờ nó không có hồi máu anh em ạ, nên là nó rất yếu. Phải có cái hút máu cuối thì nó mới mạnh được. Mà để có cái hút máu cuối thì thực sự là nó rất khó. Một cái món đồ cam và đâu phải lúc nào cũng lấy được đâu. Rất khó để có thể chơi. Thay vì đấy chúng ta chơi một cái bộ mà nó không kén đồ hơn. Ví dụ như cái bộ God Aegis chẳng hạn. God Aegis là một cái bộ mà đồ kiểu gì cũng có thể chơi được. Đấy, từ đồ tăng cơ cho đến đồ bắn trưởng đều chơi được hết nha anh em nhá. Đấy, thậm chí là có thể đồ đánh tay nếu mà anh em có kiếm hồn. Và trong trận đấu này nó cũng có kiếm hồn. Chúng ta có thể lấy đồ đánh tay luôn để chơi God kết hợp với cả Aegis. Đấy, dồn đồ cho kiếm hồn cũng rất là ok. Đấy, quá tuyệt vời, ăn được cái con rau quái một cách rất là vừa vặn, vừa đủ để ăn. Đấy, có rồng này. Có nên chơi rồng không? Từ từ đã nhá, rau này có khi là tôi đang nghĩ là tôi sẽ bán cái con Aegis để tôi tròn tiền một chút. Từ từ đã. Thực ra chúng ta vẫn hướng tới những cái con Lambda hơn anh em ạ. Trận này sẽ hướng tới những con Lambda. À úi rồi. Từ từ nhá. Đây. Ồ thế thì từ từ nhá. Thế tôi biết phải chơi cái gì rồi. Không 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 không. Không, bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi bỏ đi. Tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu anh em ạ. Xin phép anh em nhé, trận này không chơi God. Có cái búa set ở round 11 và chúng ta ở đây đang có một cái bộ form rất là khỏe. Đấy chính là bộ 9 mét anh em ạ. Có khi hôm nay chúng ta nghỉ một hôm không chơi God nha anh em nhé. Được. Trận này tôi nhận thấy là ở trong cái bộ truyền thuyết là không có Tsunami nữa. Chúng ta có thể chơi cái bộ 9 mét được. Không bị counter đâu. Chúng ta sẽ phòng cái bài 9m vì ở đây nó có những cái con nó ở trong cái bộ đấy rồi. Và 9m thì nó cũng sẽ có cái món đồ, đấy chính là cái búa xét cho con Flame. Đó là một cái món đồ mạnh khi mà chúng ta chơi 9m. Trận này không biết đây là Witcher hay là Knight đây. Khả năng là sẽ là Witcher rồi. Tôi nghĩ là thế. Cái bộ 9m nó cũng sẽ không ngán một Witcher làm đâu. Ok, 3m vào này. 3m vào giữ máu cái đã. Anh em thấy là từ đầu game đến giờ vẫn chưa ra là cái con Squidman lên 2 sao đâu. Vẫn chỉ có 2 con thôi. Với lại cái lựa chọn mà bán đi nó là hợp lý. Quá là một cái sự lựa chọn đúng đắn luôn anh em ạ. Bây giờ vẫn chưa lên được 2 sao đấy. Nếu mà cứ ôm ấy, mà kiểu cố đấm ăn xôi ấy. Đấy.
Cú đấm ăn xôi là ấy rồi, nhưng mà không. Tầm này chúng ta có thể tích tiền được rồi. Trận này có cả God Warlock này. Có thằng chơi God Warlock nhá. God Warlock thì cũng không sợ. God Warlock bây giờ yếu mà. Cái bộ God Warlock bây giờ thì nó lại yếu hơn là trước khi update anh em ạ. Bởi vì cái bộ God nó giảm phần trăm cooldown đi. Ngày trước nó là 65% giảm, thì bây giờ nó là 60% thôi. Cái sự giảm của nó không được nhiều như trước. Ủa, lại ra hai con Evil Clay này. Nhưng mà tôi bán hết rồi. Với cả thôi, chả tiếc đâu. Chuyện này mà nếu mà nói là để đánh cái bộ Aegisid ấy, thì nó sẽ phải đẩy cấp lên level 10 sớm. Mà chuyện này tôi bị thọt tiền rồi. Level 7 vẫn không đủ 50 tiền ở level 7 ở round 15. Đấy. Thọt tiền như này mà toàn một sao thì tôi nghĩ là không lên up cấp. Không lên chơi những cái đội hình mà chúng ta phải đẩy cấp sớm. Sẽ chọn những cái đội hình mà form được ở level 7. Đấy. Chỉ cần level 7 thôi là chúng ta form được bộ 9m rồi. Một trong những cái bộ đánh ở level thấp Hyperon. Không tốn quá nhiều slot. Chứ còn bây giờ mà tham mà chọn mấy cái đội hình cao ấy thì dễ toang lắm anh em ạ. Để mà up cấp lên sớm mà ra được con lick hay con rớt thì không phải đơn giản đâu. Không có may mắn được đến như thế đâu. Thôi, đằng nào trận này nó cũng bị thọt tiền ấy. Thậm chí là round 15 vẫn chưa lên được level. Chưa lên được level 7 luôn. Này không biết có ăn được không, chứ chắc phải lên 7 đâu. Thọt tiền vậy. Thậm chí là bây giờ tôi lên 7 tôi chưa chắc tôi đã ăn được cái round này đâu. Sợ thật. Nhìn trông nó mỏng quá. Đội hình này nó hơi mỏng. Rồi, như này trông có vẻ hơi dày một tí. Hay quá, đống đá là con quái to. À, có thêm cái khống chế là cũng ăn được. Rồi. Ok. Xem nào. À, huyết trượng. Trượng hiến tế thôi anh em ạ. Nói trượng hiến tế thôi. Cái mắt của Ares ấy, thì cái bộ này nó lại không cần. Bởi vì làm sao? Bởi vì là bộ này nó có sẵn cái hiệu ứng đóng đá rồi. Nó không cần phải hiệu ứng làm chậm làm gì cả. Như thế nó sẽ bị thừa cái hiệu ứng. Ok. Rồi, để trả lời bạn vừa chào tôi này. Chào anh Tuấn này, chắc là fan kênh rồi, chắc chắn rồi. Bùi Long này chắc là xem tôi đây. Ok, tạm thời thì vẫn chưa mạnh nên là tôi vẫn sẽ phải eco anh em nhé. Sau đó chúng ta roll ở 7 thôi. Bài này nó khèo quá rồi. Yếu lắm rồi anh em ạ, không lên 8 được đâu. Chắc phải roll ở 7 thôi, không kịp đâu. À, cho em lên TV với à? Lên TV thì anh em không phải hỏi đâu. Anh em cứ xác định là nếu mà ở trong cái trận đấu đấy mà tôi được top 1, top 2, có thể là top 3, nếu mà trận đấy là cực kỳ hay ở mãn nhãn thì là được lên nhá. Còn nếu tôi top 8 thì anh em xác định luôn là trận đấy không lên. Cái đấy thì không cần phải giải thích nhiều anh em nhá. Anh em xem anh em hiểu mà. Ok. Mà tất nhiên là tôi sẽ cố gắng để tôi đánh được top cao. Đấy. Lúc nào tôi cũng thế mà. Tôi thì không có nhiều thời gian để mà tôi ngồi chơi cả ngày đâu. Tôi chỉ có một ít thời gian thôi. Và tôi cũng chỉ chơi vào cuối tuần thôi anh em ạ. Nên là tôi phải tận dụng cái khoảng thời gian mà tôi được nghỉ. Tận dụng tối đa cái khoảng thời gian mà tôi có thể sử dụng được để tôi làm clip. Nên chắc chắn là tôi đã chắt chiu từng cái trận đấu một, để nó không phải bỏ lỡ bất cứ một trận đấu nào nó thành clip được nha anh em nhé. Đấy là chính là cái việc mà tôi phải làm. Bây giờ thì không có nhiều thời gian. Ngồi mà chơi một lúc 5-6 trận thì chắc chắn là tôi sẽ không còn làm được cái việc gì hết. Nó không có thời gian nhiều đến như thế anh em ạ. Có khi là bây giờ cả tuần tôi chơi được có 4-5 trận ấy. Đấy thì cố gắng là làm nào nếu mà chơi được 5 trận thì ít nhất là phải có 3 trận là được lên. Đấy, tỷ lệ của nó là 60%. 5 trận thì cố gắng là 3 trận là có thể lên được clip. Ít nhất là 3 trận. Ok.
Rồi đốt tiếp thôi anh em ạ. Chưa ra đâu ở đâu luôn. Đây rồi. Cứ bộ này, có trứng đập luôn đi. Đủ rồi, đánh ở level 7 đủ rồi. Vô này chỉ cần đánh level 7 thôi. Kẹp 3 con wizard, kẹp thêm một con demon nữa xong. Rồi. Tầm này thì mới có một con 2 sao cũng chưa ăn thua đâu anh em ạ. Con Thunder nó cũng chưa chắc nó đã gánh được tầm này đâu. Nó phải full 2 sao, hàng trên nó phải dày cơ. Hàng trên này nó quá mỏng. Hàng trên là nó cần gì? Bỏ con Doom ra cho thêm một con giống kiểu con thần chết vào à. Hoặc là cho thêm con cây vào. Con cây 2 sao cũng được. Cũng có thêm tí tăng cơ. Chứ còn bây giờ cái con Thunder nó chỉ xòe được một lần xong rồi nó bị bớ vào, không ăn thua. Vẫn bị sồ vào đằng sau thôi. Cần phải có cái hàng trên nó cứng cơ. Tầm này chắc áp cấp dần rồi. Giữ tiền được rồi. Thua thì nó sẽ không mất quá nhiều máu đâu. Nhưng mà bảo thắng thì chắc là không thắng được. Thế còn bây giờ cũng không cắt được chuỗi của đối thủ nữa. Chúng ta đã gặp rồi. Nên là thôi. Tôi sẽ để máu tụt xuống khoảng 40 máu. Sau đó thì chúng ta form bài mạnh. Bây giờ vẫn đang có chuỗi mà. Đang có chuỗi cộng 9. Chứ thua cũng không có vội lắm. Tiền vẫn đang lên. Đấy, và có khi ra ngoài thắng luôn này. Đúng không? Rồi thắng rồi. Ok, chúng ta cứ up dần thôi. Thậm chí là có thể up lên 9, roll ở 9 cũng được. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ là sẽ roll ở 8 một vài cái đã. Chúng ta sẽ roll ở 8 để chúng ta form thêm 2 sao. Chứ còn nếu mà up 9 mà toàn 1 sao thì nó cũng à đuổi lắm anh em ạ. Yếu lắm. Bộ này nó cũng bây giờ nó cũng không phải là một cái bộ quá mạnh đâu. Trong cái meta này thì nó cũng chỉ là một cái bộ đánh giá mức trung bình thôi. Nó cần phụ thuộc vào đồ nữa. Ví dụ như là đồ ấy mà nó không có cái búa xét thì cái bộ này tôi cũng sẽ không chọn chơi đâu. Đấy, vì nó có cái búa xét nên tôi mới chọn chơi cái bộ này đấy. Chứ còn nếu không ra búa xét thì khả năng là tôi cũng sẽ không chơi cái bộ 9m. Nếu mà có chơi mết thì tôi nghĩ là chơi gót mết ngon hơn. Tinh thể mana ngon đấy. Được. Ok. Gen đó. Hai tia này. Gen đó. Chúng ta sẽ gen cái này. Có rồi. Có một cái thôi. Trượng phép thuật hay xích nhỉ. Blink. Chưa có blink đúng không? Lấy cái blink. Bây giờ roll thêm anh em nhé, roll thêm thôi. Chứ giờ không kịp rồi. Thôi ra ngoài lóc lại vậy. Chưa được anh em ạ. Tầm này chúng ta sẽ chưa thể nào mà up cấp lên 9 được đâu. Phải roll đã. Có thêm 2 sao mới up được. Đây rồi. Được đấy. À được. Ok. Rồi. Tạm thời cho con Doom ra. Con Doom bây giờ đang khá yếu. Đội hình đã dần dần form được, khá là khỏe đấy. Tầm này thì chắc là tôi vẫn chưa up cấp đâu anh em ạ. Vẫn sẽ phải thêm một cái con 2 sao nữa.
áp cấp mà nhét vào một combo sao thì nó cũng không có cái gì mà nó gọi là khác biệt so với cái việc là chúng ta để ở cấp 8. Sẽ phải có một con 2 sao. Đấy. Bất cứ là con nào thôi. Có thể là con cây 2 sao hoặc là con thêm một con Sanbo Exit lên 2 sao. Đấy, thậm chí là con này cũng được. Grim à? Grim thay cho con gì đây? Tôi không muốn khô máu ở round này. Ok. Cứ full 2 sao trước đã anh em ạ. Doom để kiếm sau. Còn cái con cây ấy, nó dễ lên 2 sao rồi tôi giữ lại. Đấy, còn con Sunbow thì nó cũng đã có 2 con ở đây rồi. Sunbow Exit có 2 con sẵn rồi. Chỉ cần một con nữa thôi. Chúng ta có thể lên được 2 sao. Ngoài ra thì còn con ác mộng nữa. Ở đây có quả trứng ở đây. Có thể ra thêm con ác mộng và đập trứng. Đấy, bắt đầu mạnh rồi đấy. Xe có chuỗi sớm thôi. Tầm này thì bắt đầu mạnh rồi. Trời ơi, lại ra Doom này. Ác mộng. 2 con 2 sao. Ngon rồi. Đấy, vậy là bây giờ chúng ta đã full. Chúng ta đã full bàn cờ 2 sao rồi. Còn cái con Grim thì không tính tiền. Grim thì có chỉ có kích hệ là được rồi. Con Grim này nó chỉ cần tung được cái quẹt mực thôi là xong, là ngon. Đấy, Blink có rồi. Đồ là cho con Grim cầm là cũng là khá là ngon rồi. Mấy cái món đồ này ý, thì thực ra nó đều xài được. Nên là tôi chắc là tôi cũng chưa đổi đồ tím đâu anh em ạ. Tất cả những cái món đồ này đều rất là ngon. Đánh tay thì cho Flame. Còn bắn trưởng thì cho con Thunder Spirit. Tất cả đều có thể xài được. Rất khỏe ấy nhá. Đấy, có chuỗi rồi này. Quá tuyệt vời. Doom. Ây giời ơi, Doom lên 2 sao. Vừa bán cái con Doom đi mà nó lại lên 2 sao này. Ok. Vậy là cái round 26 chúng ta sẽ lên 9 thôi. Rồi, 26 lên 9 luôn. Nhét thêm con Doom. Một con 2 sao nữa vào. Đấy, cái sức mạnh của nó sẽ khác. Có 2 sao thì nó sẽ khác. Còn nếu mà có 1 sao thì roll tiếp. Nhưng mà có 2 sao rồi thì thôi. Nếu mà để cái con Doom 2 sao ở ngoài thì thực sự là thấy có lỗi lắm. Nên chúng ta sẽ phải up cấp cho vào. Đấy mà cái tầm này là tôi bắt đầu tôi vươn lên rồi đây này. Tôi đang đứng ở vị trí top 2 đấy. Bây giờ chỉ cầu mong là gặp cái nhà top 1 sớm để cắt chuỗi thôi. Trước khi nhà khác cắt. Hoặc là trước khi là nhà top 1 có thể up lên 10 và kẹp 4 cá vào. Kẹp 4 cá kẹp với beat. Thì cái giai đoạn này là sẽ thua. Nhưng mà cái giai đoạn sau thì cũng không ngán đâu. Sau chấp 4 cá luôn. Thậm chí là 6 cá vẫn có thể chơi được anh em nhá. Miễn là con Flame lên được 3 sao. Rồi. Thôi. Up cấp lên. Gương à? À cũng được. Đổi đồ tím nhá. Vứt bớt cái tinh thể mana đi này. Đó. Thôi tan đầm ấy. À, ôi trời ơi, quá tuyệt vời. Rồi. Thôi lên 9 thôi anh em ạ. Được đấy. Random được ra cái gậy phép là ngon rồi. Những cái round tiếp theo, nếu mà chúng ta ra món đồ tím mà nó không ra được món đồ ngon ấy, chúng ta random là nó sẽ ra được những cái món đồ ngon. Đấy. Cái quả đầu tiên random mà ra được cái món đồ cần ấy là những cái quả sau ấy nó sẽ rất dễ để ra cái món đồ chúng ta cần. Còn cái quả đầu tiên mà chúng ta được pick cái món đồ mà chúng ta cần ấy thì những cái phát sau ấy là chúng ta chưa chắc đã pick được những cái món đồ mà chúng ta cần đâu anh em ạ. Đấy, may mắn mà pick được ngay cái món đồ đầu tiên ấy mà chọn mà không phải random ấy thì những cái món sau rất có thể là chúng ta không được những cái món đồ như ý là phải random. Mà random thì chưa chắc nó đã ra. Đấy, nhưng mà cái quả đầu tiên ấy mà chúng ta random ra được món đồ ngon ấy thì là những cái quả sau ấy kiểu gì cũng ra là món đồ ngon. Nếu không ra là cho nó random là ra thôi.
Đấy, cái bộ môn này nó như thế. Tức là chúng ta không cần phải quá may mắn, chúng ta chỉ may mắn vừa vừa thôi là chúng ta có thể ngon hơn là chúng ta may mắn. Chiến thắng này. Ôi ôi, bắt chuỗi rồi kìa. Chưa kịp sang anh em ạ, cay nhỉ. Đùa à, sang là bây giờ là có chuỗi rồi. Đèn thế. Thôi rồi, bây giờ chúng ta cấm cọc của level 9 nha anh em nhá. Nếu tầm này thì thôi tôi không lên 10 đâu. Bộ này là cứ phải full 3 sao mới lên 10. Đấy, ở 9 full 3 sao đâu. Đấy, roll ra con cây 3 này. Con flame 3 sao. Con thunder spirit 3 sao. Ác mộng 3 sao. Đó. Và con sunbow thì lên được. Thì lên mà không lên được thì tôi bán. Đấy, lên cái tầm này thì nói chung là cũng không có slot nhét vào rồi. Doom thì chắc chắn là phải giữ. Con Doom này rất quan trọng. Nó sẽ giúp tôi Doom với con cáo của đối thủ. Con cáo còn rất nguy hiểm nếu mà nó được lăn. Thằng này cắt chuối nhưng mà yếu này. Không kẹp được cá vào thì gặp tôi thì cũng toang thôi. Đấy rồi. Hay lắm. Vậy là chỉ còn có hai con ác mộng nữa thôi. Trận này có vẻ là kết thúc cũng nhanh đấy anh em ạ. Round 28 mà đi hết rồi. Không biết là tôi có thể giữ được cái chuỗi này không. Hiện tại là còn một nhà Beat và một nhà chơi Warrior thì là chúng ta có thể cân được cả đôi. Đấy, nhà Beat thì bây giờ kẹp cá vào thì cũng có thể là sẽ ăn được tôi. Nếu mà lên được level 10 kẹp cá nhưng mà phải có Warlock cơ thì mới ăn được. Kẹp cá mà không có Warlock không ăn được đâu. 6 Beat kẹp với 4 cá đánh ở level 9 thì chưa chắc ăn được cái bộ này. Và lên level 10 có Warlock để hồi lại máu thì may ra mà có cửa. Con cáo lăn nó hồi lại máu ấy, thì nó còn có cửa. Nếu mà chưa chắc đã lăn được, con Doom có thể Doom trúng vào con cáo. Cái đấy thì còn chưa biết. Sức mạnh của này thì nói chung là vô tư thì có thể đánh với Beat thoải mái. Ok. Cáo có đủ kháng phép, khá khỏe. Nhưng mà bị Doom rồi, thấy chưa anh em thấy chưa? Không lăn được. Riêng mà con cáo không lăn được thì thôi xác định luôn. Chơi Beat cáo là phải lăn được. À, trận này tôi kẹp Doom rồi anh em ạ. Ok, chúng ta lại roll tiếp nha anh em nhá. Sẽ roll 3 sao thôi. Cây này. Chết rồi. Cái này có thiếu slot không nhỉ? Cái này có khi phải đập trứng cho ác mộng. Tiết kiệm slot anh em ạ. Cái này nhá. Không muốn roll nhiều tiền. Để như này đi. Và tôi sẽ giữ lại cái con Aegis Seed này. Tí nữa có thể chúng ta linh hoạt chúng ta chuyển các bộ với nhau. Thậm chí có thể chuyển sang God Aegis Seed cũng được nếu mà chúng ta lên được 10. Cái đấy thì tương lai. Đấy, nhưng mà cũng sẽ phải chuẩn bị luôn từ bây giờ. Không là không kịp đâu. Đấy rồi. Lại cặp cá rồi này, kẹp cá rồi. Lại bị Doom. Đấy. Nếu mà bị Doom thì sẽ không bao giờ lăn được luôn. Ok. Và nếu nó đánh chay thì còn lâu là mới có thể clear được. Con cáo mà nó đánh chay thì anh em biết nó chậm đến cái cỡ như nào. Ok. Flame này. Ui, ra nhiều Doom thế. Vớ vẩn Doom 3 rồi đấy. Chết rồi. Thiếu slot. Này sao kịp được đây. Từ từ đã. Không kịp anh em ạ. Bình tĩnh. Cái giai đoạn này không khô máu với kiểu đấy được. Khi mà chúng ta có nhiều thời gian thì chúng ta mới khô máu được. Còn có chút thời gian thì thôi. Không là nó sẽ mất quần đấy. Chúng ta không xử lý kịp mà có quá nhiều quân ở trên bàn cờ là sẽ mất quân ngay. Dạo gần đây tôi cũng khá là nhiều những pha nó bị ngáo là tôi cũng chơi cho nó cẩn thận. Không roll nhanh, không roll nhiều. À u rồi đây rồi. Chết rồi nhưng mà round này có vẻ ra hơi nhiều nhá. 50 giây kịp không? Ui còn một con nữa. Ủa cái gì nhở? Cái gì nhở? Từ từ. Cái gì đây? Ủa tại sao nhở?
AU đây rồi. May quá. Chết rồi, nhưng mà như nào đây? Ui mày ơi, bán con gì nhở? Vẫn còn thiếu hai con à? Ok. Được chưa? Hơi phân vân quả vừa rồi mà vẫn xử lý kịp. Cái con ấy của tôi, con Josor của tôi nó sắp lên 3 sao, tôi phải bán đi ấy. Tôi sợ không xử lý kịp nếu mà roll tiếp ấy, kiểu khô máu ấy, không lên được đâu. À thôi, đánh cho nó cẩn thận vậy. Ok, roll tiếp nào. Thunder, hay quá. Úi dồi. Được quá nhờ. Thế này là sẽ có 3 con lên 3 sao đấy. Ok. Thôi dừng lại một chút, dừng lại một round anh em ạ. Cứ bình tĩnh. Thunder sắp lên 3 sao rồi, có 2 con. Còn con Flame thì cũng chỉ còn 1 con thôi. Và tôi nghĩ tôi vẫn sẽ roll ở level 9. Kiếm con Flame lên 3 sao đã anh em nhá, còn 1 con nữa mà. Nhưng mà tôi sẽ tích tiền lên khoảng 50 tiền rồi tôi roll, chứ tôi không roll vội đâu. Tầm này giờ mạnh rồi. Có 1 con 3 sao là gánh nữa rồi. Cây cũng lên 3 sao rồi, chính là 2 con đấy chứ. Đồ tím tôi chưa đổi vội đâu. Mấy cái món đồ mà đang có ấy, nó đều có thể sử dụng được hết anh em ạ. Nhưng mà thôi, cứ bình tĩnh. Rồi, gặp thằng Warrior chắc chắn là thịt được rồi. Warrior kẹp với cả Kira càng dễ chết anh em ạ. Warrior không ai kẹp Kira cả, nói thật với anh em. Kẹp Kira là phí cái bộ Warrior đi. Warrior mà kẹp Kira luốt hết cả Warrior rồi thì phản cái gì nữa. Nó mạnh ở cái chỗ là nó có nhiều máu để nó phản, thì bây giờ lại luốt hết cả đi. Nói chung là bộ đấy đừng có kẹp Kira anh em ạ. Lấy đồ cam mà chơi. Ok, sẽ đổi một cái món đồ cam nha anh em nhá. Kiếm món đồ cam đổi luôn. Rồi, quá tuyệt vời anh em ạ. Ơ để con có đồ ở ngoài này, điên thế nhở. Mình vừa làm cái trò gì không biết. Đổi qua đổi lại. Ok rồi đấy. Sao sao lại đốt tiếp anh em nhá. Cứ bình tĩnh. Đối thủ kẹp cá chú quỷ 2 sao rồi. Kinh tuyệt nghiện. Xem anh suốt à? À, cảm ơn em nhá. Anh em mà nghĩ là tôi có lên gợi ý cho người anh em đang đấu với tôi solo này không? Là chơi cái gì để có thể chiến thắng được không? Cá giờ không ăn thua đâu anh em ạ. Cái tầm này bây giờ cá không ăn thua. Bây giờ muốn ăn được tôi chỉ có chuyển sang insect thôi. Kẹp 4 cá nói chung là cũng thế thôi. Bởi vì bây giờ đồ nó là ở con Flame và đánh tay cơ anh em ạ. Đánh như thế này đi cho nó hấp dẫn nhỉ anh em nhỉ. Gợi ý cho đối thủ chơi tăng độ khó. Nói chung là phải chuyển sang insect. Nhưng mà cá giờ tầm này không ăn thua nữa rồi. Cá nó chỉ giảm đam phép thôi, chứ còn bây giờ đánh tay to thế này cơ mà. Không ăn thua đâu. Khỏe lắm anh em ơi. Rồi thôi, round sau lên 10 đó. Con Flame mà lên được 3 sao rồi thì chúng ta không cần roll nữa. Thêm một con Thunder nữa vào, hai con Thunder xoài quạt cũng ngon. Xoài quạt hai con Thunder nó chỉ cần tung được trưởng thôi là clear được hết rồi mà. Còn lại là con Flame là hết. Đấy, con Flame nó sống nó sẽ làm hết. Còn tận là con Flame và cái con ăn mộng cơ mà. Hai con nó chủ chốt ở trong cái bộ này bây giờ. Xe quạt đi là chỉ còn có một con sống sót. Một con co đối thủ bị hai con dí thì anh em biết thế nào đấy. Hai con có những cái sát thương phép và cũng có sát thương đánh tay luôn.
Tôi sợ là cái con chúa quỷ của đối thủ thậm chí là không nhấc tay lên luôn. Cuối game em không nhạy bén lắm à? À, thế thì em lại phải xem anh nhiều hơn. Ok. Rồi. Đây rồi. À từ từ, đây cái này chứ. Ok, rồi, thôi. Cho thêm một con Thunder nữa vào. À đối thủ đổi sang cái bộ insect thật kìa anh em kìa. Nhưng mà nhá, cái bộ insect ấy là phải chơi là phải có nhiều hiến tế. Chứ còn 4 insect mà ở đây là hiến tế đâu? Hiến tế là gấu à? Chỉ có hiến tế một con thôi thì ăn thua gì. Ui rồi, insect thế thì không thể ăn được đâu. Insect ở đây là bán hết đi, chỉ có mua insect vào thôi. Chứ còn đừng có tham bit, lại còn chơi 6 bit kết hợp với 4 insect. Đây này, ui giời, 4 insect 6 bit thì làm sao mà ăn được. Phải vứt cái bộ bit đi, phải coi như là mạnh mẽ lên. Đấy, quyết đoán bỏ cái bộ bit đi thì mới ăn được. Thôi sai lầm rồi. Sai lầm rồi, hiến tế có một con thì làm sao mà nó ra được cái bộ insect. Không phải, đây nó không phải là insect, đây nó vẫn là bit. Mặc dù là kích hoạt 4 insect nhưng mà nó chưa phải là insect anh em ạ. Nó có đúng một con hiến tế thì ăn thua gì. Không được, chơi 4 insect mà lại chỉ có một con hiến tế, thế thì chơi 2 insect thôi. Sao lại phải chơi tới 4 insect làm gì, đúng không? Rồi, ok. Rất là đáng tiếc là hôm nay tôi lại không có thể chơi được bất cứ một cái bộ god nào cả. Nhưng mà chơi sang cái bộ 9m thì cũng thực sự là cũng quá là tuyệt vời luôn, đúng không anh em? Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký, hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Tôi test thử cái bộ god đỏ để xem là thực sự với những cái con đỏ nó được kích hoạt god ở trong cái bộ god đỏ hiện tại thì nó có đáng để chơi không. Anh em có thể xem clip bên trái nha anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ lineup mới trong cái thời điểm hiện tại mà rất hot, rất khỏe. Đó chính là lineup god kết hợp Aegisid anh em nhá. Hay lắm, tin tôi, cực kỳ khỏe luôn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!